Một thượng úy công an trong lúc hỗ trợ đưa người đi khám tại bệnh viện Bảo vệ sức khỏe Tâm thần Quảng Ninh đã bị chém vào vùng đầu, phải nhập viện. Ngày 1 tháng 3, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thu Hồng Ngọc để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật hình sự. Theo điều tra của công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 26 tháng 2 Thượng úy Phạm Đức Hoàng và Trung úy Nguyễn Trung Hiếu đều là cán bộ công an phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, được giao nhiệm vụ phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hải hỗ trợ đưa Lê Thu Hồng Ngọc đi khám bệnh tại Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Tâm thần Quảng Ninh. Tuy nhiên, khi hai cán bộ công an đến gia đình vận động thì Ngọc có thái độ không hợp tác. Không những thế, người phụ nữ 27 tuổi này đã chạy thẳng vào khu vực bếp, rồi lấy dao chống trả. Trong lúc khống chế Ngọc, Thượng úy Phạm Đức Hoàng bị người phụ nữ này chém vào vùng đầu với vết thương khá sâu, ở vị trí nguy hiểm. Thượng úy Phạm Đức Hoàng được đưa đi điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Theo công an tỉnh Quảng Ninh, việc đưa Ngọc đi khám bệnh là do gia đình người phụ nữ này có đề nghị với chính quyền địa phương từ trước đó. Ngay sau khi biết sự việc, Thiếu tướng Đinh Văn nơi, giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh, cùng lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long đã trực tiếp đến thăm hỏi tình hình sức khỏe tặng quà và biểu dương tinh thần cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn tận tụy phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ công an phường hồng hải nói chung và cá nhân thượng úy phạm đức hoàng